Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Một. Anh chạy lên gần. Đó. Đó là 1 mét hả anh? 1 mét. Trời ơi, hết mặt. 2. Ba, nhắm mắt lại cho cưng. 4. Bắt tô hết luôn đi. 5. Rồi, đủ rồi, đủ rồi. Được rồi, 5 cái rồi, được rồi. Đúng rồi. Em muốn khán giả đếm, em mới quay lại. Khán giả đếm giùm em đi ạ. Đây là phần cuối chương trình của chúng tôi. Chúng tôi rất tự hào, anh em tôi kết hợp tới đâu là tan nát tới đó. Yeah. Trải nghiệm quá mới lạ. Tuyệt vời. Cảm ơn cảm ơn Giang đã qua đội bên kia. Bây giờ chúng ta sẽ bị người ta hòa sĩ lên khuôn mặt của mình. Trời ơi. Quan trọng là mỗi người hòa bao nhiêu nét thôi. Và một nét đi từ đầu tới chân sao anh? Không, có mặt thôi, có mặt à. Chính nhớ nãy anh Giang lại chỉ anh bị đổ nước sao không? Em mời anh xử anh Giang. Em chỉ một nét cho anh Giang thôi mà nhét vô răng. Ok. Lại đây Hiếu. Dạ. Sao cái này thang tre đừng vô mắt thôi à, đừng có để vô mắt cho nên em nhắm mắt lại. Dạ. Một. Anh chạy lên gần. Đó. Đó là 1 mét hả anh? 1 mét. Trời ơi, hết mặt. 2. Ba, nhắm mắt lại cho cưng. 4. Anh tô hết luôn đi. 5. Rồi, đủ rồi, đủ rồi. Được rồi, 5 cái rồi, được rồi. Rồi. Khoan, xin phép cô Kiến Huy là dành cho em. Rồi, vô. Mở 2. Ẩn á, ẩn á. Lê Dương Bảo Lâm. Mình quay vô trong đi. Là kính đúng không? Đúng nhẹ rồi, kính áo thôi chứ để người ta thấy nó kỳ lắm. Vẽ tranh sân dầu hay gì vậy? Điều diễn viên hay họa sĩ? Ok. Xong chưa? Xong rồi. Xong rồi. Ủa là nãy một mấy đủ người rồi chân. Đó, đủ rồi đó, đủ rồi đó. Ngân có muốn vẽ gì thêm không? Em thấy ok. Ngân là thấy vậy là được rồi. Ok chưa? Ok, tuyệt vời. Em muốn khán giả đếm, em mới quay lại. Khán giả đếm giùm em đi ạ. Rồi, tới tôi. Rồi, tới tôi. Ôi ơi, Giang. Đâu, anh nói mắc cười nè. Sao chị em bị phạt từ đầu đến cuối vậy? Răng đen. Răng đen. Nhuộm răng, tục nhuộm răng. Tính ra là mẹ bị ngộ độc đoạn này nè. Mày có chết không? Không, cái này than tre mà. Nhấp nháp à. Ăn được cái này, ăn được cái này, ăn được. Nhiều nóc cho răng à. Chỉ mắc ói thôi. Nhiều cái ói hơn còn nuốt được. Quay lại chưa chồng, quay lại chồng. 1. Vậy là từng rồi, mà từng rồi. 2, 3. Chào chua. Chào chua. Bây giờ vậy. Bây giờ vậy. Nó cười lắm, ghê quá. Nó cười lắm mẹ ơi. Bây giờ vậy. Đội thua. Xuống bưng cái thảm đỏ lên đây cho tôi. À, bưng thảm đỏ. Ủa, là một kiếp cu ly luôn hả? Thua mà, muốn làm gì cũng được. Ủa. Để trải từ cái đèn trải lên đây. Ok chưa?
người thắng cuộc cá nhân là Lê Huỳnh Thúy Ngân. Hay quá. Và đây là phần thưởng của Lê Huỳnh Thúy Ngân. Thiệt là đã luôn. Trời ơi, chiếc nhẫn như vậy có đẹp hả? Đây là một chiếc nhẫn bằng vàng thật sự, nhưng bây giờ thiếu người tặng. Rồi, tự đeo đi cưng. Tự đeo thì nó có đẹp không? Không có điểm chứ. May mắn lắm. Có 3 giây để đẹp thôi. 1, 2, 3. Đeo vô cái may mắn tới liền nè. Phép thuật nè. 1. Đeo vô, đeo vô. 1, 2, 3. Chúc mừng. Đúng hơn là xuất sắc, mang về một chiếc nhẫn thật vàng thật. Có ý kiến gì không? Ngày đầu may. Năm may mắn. May mắn. Năm này may. May mắn lắm. Có may mùa xuân. Rồi đó một lời với quý khán giả đầu năm đi. Hãy cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương và ủng hộ cho chương trình của tụi em. Và cảm ơn mọi người đã luôn yêu thương anh chị em nghệ sĩ của tụi em. Để có được những cái mùa làm bảy nụ cười xuân gửi đến cho mọi người nhiều tiếng cười. Hy vọng là những mùa sau nữa mọi người sẽ càng ủng hộ cho tụi em. Đây là một trong những số đầu tiên của bảy nụ cười xuân mùa thứ bảy trở lại, với sự góp mặt và tạo được nhiều tiếng cười từ cá đêm đến hai một đêm lần có Lê Dương Bảo Lâm, Hiếu Thứ Hai và Ngô Kiến Bắc. Cảm ơn các bạn đã đến đây những ngày đầu xuân. Và nhân dịp năm mới xuân về, một lần nữa cảm ơn quý vị đã cho bảy nụ cười xuân có một cơ hội gặp lại quý vị lần thứ bảy. Bảy mùa rơi qua và mùa này chúng tôi có mùa hội ngộ, hội ngộ các anh em với nhau, mang lại nhiều tiếng cười và mang lại những lời chúc đầu xuân. Một lần nữa nhân dịp xuân về, ở đây chúng tôi xin chúc mừng năm mới và chúc quý vị khán giả an khang thịnh vượng. Nhìn đây, đây là bánh mì que. Muốn chấm với cái gì là do tài năng của mình. Bởi vì chúng ta sẽ chơi bowling, mỗi người 3 lượt chơi. Trời. Cái nào bị ngã thì được quyền loại, cái nào còn đứng sau 3 lượt thải bowling thì phải chấm đó với bánh mì. Mà nghĩ đi, bánh mì mà chấm mắm ruốc nó kỳ lắm. Mắm đó là mắm tôm. Ủa, mắm tôm. À, hồi nãy lúc mà mình đang quay hình mình nghe mùi hôi hôi, chính là nó. Cái này là ba tê hộp ớt, đây là hộp vịt lộn, tương Hàn Quốc, này nước mắm, bơ, wasabi. Wasabi. Sushi. Ngã hết thì khỏi ăn. Đúng, đúng rồi, đúng, đúng. Tôi chứa ra là mỗi người được thảy 3 lượt hả bạn? Đúng rồi. Trời ơi, nói về bowling thì trời ơi. Không có thử nha, thiệt nha. Thiệt luôn, ok. Thảy vô chính giữa luôn nè. Không có tới. Hết. Mất trái dâm. Dâm. Hay quá, cái đó khó ăn nhất á. Hay quá. Chết rồi. Vậy, vậy là chiến lực khả năng là chỉ trừ ra giấm thôi nha. Trời ơi, nhưng mà mất được cái mắm tôm rồi nè. Rồi. Sốt thịt nướng. Sau lượt đầu tiên chiến lực không phải chấm mắm tôm, sốt thịt nướng và giấm. Là Ngọc. Thấy chưa? Chỉ cần bỏ cái mắm tôm ra thôi. Tương đen cái này dễ mà. Đúng, em chỉ cần bỏ mắm tôm. Rồi đó. Đi cái này, đi cái này. Đi cái này, đi cái này, đi một đống. Đó, đó. Nước mắm. Cái dễ chấm thì loại hết trơn. Như vậy là Lan Ngọc sẽ không phải chấm nước mắm và tương đen. Vô ạ. Thấy không, người ta kêu á. Tao thả gì cũng đúng rồi. Đúng rồi đó.
mắm tôm. Không sao hết. Như vậy là loại mắm tôm, loại ớt bằm, loại bơ dầm, loại wasabi, loại thịt băm và loại hoblun. Cho đội thắng tụi em làm đi. Cũng hợp lý. Anh lấy một. Nhưng mà không được nhân đạo. Thanh. Ồ thì cũng hất cái gì. Rồi ok rồi. Được rồi. Bơi vậy thôi. Đau đớn là phải từ từ để mà hấp dẫn. Ngon trước. Từng cái một. Mắc gì anh luật ăn mà em rên vậy Ngọc? Hộp vịt lộn này là cái con hộp vịt lộn. Cái đầu. Trời ơi. Chính chưa hả? Ủa. Chính rồi. Nút. Ê, cho thêm hai cái xô nữa chứ làm sao mà chung cái đầu cho nó chung. Rồi tiếp theo. Ăn hộp vịt lộn mà anh kêu con quạ chứ vậy anh Lộc. Cái món còn lại ok. Món còn lại ok. Ủa, món nào ok đó. Ông ăn mắm tôm kêu con quệ. Anh không nhai đi. Cay quá sao bị. Rồi ai sẽ là người bốn cơm cho Lan Ngọc. Em sắp theo thứ tự từng món. Cắn tới đâu là ăn em tới đó. Ngày hôm nay mời vô. Chưa hết. Thử hết món em. Này ok nè đúng không? Vô. Làm bây giờ sẽ loại món nào? Vô. Sao chị còn gì? Khoan đi, bé Ngọc bớt khò lại được không em? Ban tổ chức chương trình có thể tắt micro của khách Lan Ngọc được không? Chỗ người ta ăn uống mà em ăn không được, em bị tâm lý. Lý gì? Thôi, ngon rồi. Bé đỡ bụng sao ăn dữ người ta? Không dạ. Phải, nó vậy nó mới đỡ mặn. Ngon rồi, thôi được rồi. Ngon, cái này ngon. Trời ơi, thấy chưa? Như vậy là hôm nay chúng ta đã có sự xuất hiện của nghệ sĩ Lê Khánh. Và đã toàn thắng. Cảm ơn các em ngày hôm nay đã rất là nhường chị. Rất là tuyệt vời luôn. Cảm ơn chương trình đã cho Khánh đồng hành cùng với 7 nụ cười xuân ạ. Thì hồi nãy là Tiến Luật có thử mắm tôm chưa? Thôi tôi sợ lắm, món đó tôi sợ, tôi chủ yếu tôi loại cái đó đầu tiên á. Em thách đấu, bây giờ là bây giờ mình để một chai mắm tôm thôi. Trúng thôi. Đúng rồi. Wow. Nhưng mà không trúng là ăn. Rồi chơi, vô. Vô. Ủa tôi bị ép chơi vậy? Ra đây. Ôi, vô. Thì anh Vinh làm bánh mì mắm tôm đi. Rồi ai chọi đầu tiên mà nếu không ngã là người sau đơn phương thắng luôn. Đơn phương. Vậy thôi, khỏi. Trời ơi, vô kìa. Trời ơi. Vô ăn liền em. Thôi khỏi là nó. Anh vô tình anh hên. Thôi khỏi một cái. Vô tình hên nhớ đó, tôi trời mà. Kìa trời ơi. Tao nghi thố mà em nói gì kỳ vậy Ngân. Cậu bé kìa. Anh Lộc thắng rồi đó. Tới em kìa. Để anh làm chưa? Giống anh Luật á, hồi nãy đập xuống dưới. Thời ai lấy hưởng. Sao? Chỉ có cần thêm anh Luật. Hay quá. Anh à, hãy nể tình bao nhiêu năm qua là anh em mình. Cấm miệng. Hãy nể tình bao nhiêu năm qua là anh em mình. Cấm miệng. Thôi nhiều quá, cái này nhiều quá. Chúc quý vị thân mến, đây là màn cuối cùng của tối ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại. Ghê quá luôn á.
vị, chúng ta đã quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười. Thưa quý vị, hình phạt sẽ đến với những kẻ đem chân thiện mỹ làm tiêu chí cho cuộc đời mình, nhưng không với tới được, chỉ còn lại... Ủa? Chân chân Mỹ Mỹ Thiện Thiện đâu? Thiện Thiện đã. À, Thiện Thiện biết thân biết phận rồi. Tụi em hồi nãy là có tính toán. Thật ra là trước khi mà thua là tụi em đã quyết thua rồi. Chỉ cần là bước vô mặt anh Luật là tụi em đã vui rồi. Khoan. Đó là sự tính toán của tụi em. Nhưng có một điều là chị hứa với em là hai chị bảo kê em. Ủa là hai đứa cuộc, hai đứa tự tính toán với nhau. Không là qua với chị. Chân thiện tính với nhau, Mỹ không biết. Đừng nói những lời. Thôi nào, ngồi vào ngoanh nào. Thua thắng gì cũng được hết, miễn sao là phun được vô mặt mấy anh là tụi em vui rồi. Thôi đi. Nữa còn được nữa đó. Nữa à? Dạ. Được. Thế nhiều quá vậy? Dạ. Được, còn nữa, ca nữa, được. Mấy ký lô chứ giỡn? Ủa em đang tiếp tay cho tội ác không mọi người? Không đâu em. Em là tội ác rồi. Tiếp tay gì? Đây là bộ ba Quý Mão. 2, 1. Hả? Ủa sao nó không vô ta? Ủa sao nó không vô kì vậy? À, hả chất quốc vậy sao? Nó vô. Hên cho em á. Hên cho em nó không vô á. Nó vô là em mới không ướt cái đầu. Ủa vậy hả? Sao cái này là nước lạnh, nước lã, còn nãy là nước miếng á. Sao mình vẫn chiến thắng. Nói gì không mắc cười gì bay? Mắc cười quá trời. Tụi em vui, tự nhiên tụi em vui. Ok. MC xin mời tránh ra. Anh Giang qua đây bắt bẻ tụi mình đúng không? Anh kiểu như là không còn yêu thương đàn em của anh nữa. Em mời anh ra. Đoạn này để tôi giận. Xin mời hai ông anh. Thật sự là hai ông anh có biết đổ nước không? Thôi thôi, đổ dữ vậy. Vừa thôi. Gây nghiệp tập này thì tập tiếp theo là tới mấy anh đó. Chắc giận. Mấy anh vậy? Cảm giác của em sao Ngân? Rồi, lên. Làm. Em rất hả hê ạ. À. Hả hê nè. Không, mà đứng. Để ha. 1, 2, 3. Trời. Dạ, luôn á. Anh ngồi xuống đây đi, tôi làm cho anh coi. Anh ngồi xuống đây đi, em làm cho anh coi thiệt. Không. Thử đi. Sao chưa thôi. Ước mà tôi run quá vậy. Lạnh lắm luôn á. Ủa tay em vậy chắc không được quá. Dạ. Đâu phải em muốn thua là sẽ thua là sẽ thua. Tay em nó đắp đấy chứ. Rồi anh đếm đi. 1, 2, 3. 2, 3. Không ước đầu. Chị ơi, xe ổn cho chị ạ. Không sao đâu, mình thua mà chị. Kệ đi. Nhưng mà thật sự là ở đây á, là tụi em cũng đã cố gắng hết sức mình. Nhưng đến khúc cuối có một sự xử ép gì đó ở đây. Như vậy là Hà Nhi ngày hôm nay đã tham gia rất là vui với anh em. Anh trả lời em. Vỗ tay cho Hà Nhi mọi người ạ. Rồi, đây là hình phạt. Hình phạt nằm ở phía sau, chúng ta sẽ có độ chiến thắng. Ba người cùng làm với banh này. Thấy cái đó vô mặt hả? Không có. Đẩy tới. Đó là hình phạt của mình. Tôi sẽ giành quả này cho Ninh Dương Lan Ngọc. Đầu tiên là chú Ngân nè, ba người cùng nhau dùng sức nặng của cơ thể mình. Một người thôi, rồi vậy người đáng phạt Ngân nhất là Vinh. Rồi, bây giờ... Ủa, tại sao? Bây giờ em thù quá người khác mà. Nhưng mà thôi. Thôi ghê quá Vinh ơi. Mạnh nha. Anh như là do mà quá nhẹ nhàng. Trời ơi. Quá khủng khiếp. Cái đó có hồi 60 frame không vậy? Rồi, bây giờ tôi xin được công bố người tiếp theo là Ninh Dương Lan Ngọc. Bên mình xin hỏi ai? Để tôi. Cảm giác sao em? Cảm giác sao? Ôi, hình phạt này thật là chết. Chết hả? Ninh Dương Lan Ngọc, xin mời. Tôi giờ tôi bỏ bóng, tôi chạy vô tôi dùng chân tôi đạp được không? Được. Nhấp nhả họ mới sợ. Ha ha ha.
Nó phải dứt khoát không? Sau khi chúng tôi kinh nghiệm từ cái đợt của Lan Ngọc rồi, chúng tôi đã gia cố mỗi bên 18 cây đinh để cho Lan bây giờ thỏa sức vẫy vùng. Em nghĩ là phần này em phải nhờ đến sức lực anh ơi, phần này nhờ em chị Ngọc luôn được không ạ? Cho nhớ tới ủa? Nhà luôn. Đồng đội chị em đi. Đồng đội mà. Đồng đội gì? Hồi nãy tụi em bắt anh Vinh mà. Ok vô. Ba chị em. Tôi buông tay ra, tới lúc nào tôi buông tôi sẽ buông yên. Ba người cũng đẩy. Mình lấy trớn từ ngoài cửa vô. Từ từ. Ba đứa dành đó dấp cái té ba đứa hỏi sao vậy? Mà chừng dấp té nha. 3 2 1 go. Trời ơi, sao anh chơi vậy hả? Sao nhiều dữ vậy? Mấy người ác rồi mới đặt, mấy người bị đặt. Ủa sao kỳ vậy? Hãy chạy tới. Không có biết là nhiều đâu. Nè, luôn. Vậy. Hãy chạy tới chia vui với đồng đội đi nào. Em không còn biết đội với đó nữa. Chưa hiểu luôn. Sợ. Chú cũng không được may mắn lắm đâu. Ngày hôm nay Song Luân đến với chương trình cảm giác như thế nào? Cảm thấy rất là vui và cảm thấy là lần này em cảm giác vui em... đó trời là vui, vui đó trời là vui, ai cũng sạch hết có mình em dơ vui quá thì đó thì đó nói chung là em cũng cố gắng rồi nhưng mà ban đầu em nghĩ là cái đó là cái điềm thôi, em có thể thay đổi cái sự thật phũ phàng đó nhưng mà em nghĩ là nếu có một cái số nữa thì cho phép em được qua bên chỗ anh Tiến Lộ. Bây giờ điều gì đến đã đến. Đến chứ, đón hết. Bây giờ mệt quá. Tôi hỏi đội mình ai là người bị phạt đầu tiên? Anh Luật. Anh Luật. Trời ơi, cái gì mà đắng nhất, cay nhất là nó đẩy tôi trước à. Mời ngồi ghế màu vàng. Hả? Chúng ta sẽ có một cái gọi là nón bơi. Để sao làm lấy gì? Màu hồng vậy? Hai bạn đội thắng sẽ múc nước đầy thật đầy, sau đó đội nón bằng cách thả rơi tự do trên độ cao tùy thích xuống đầu tiêu lực. Để em làm anh Luật cho. Còn ý kiến gì nữa không? Để chúng tôi tháo micro ra. Nhỏ nó mới thôi. Hai người một lần. Dạ. Anh đi. Em cũng đâu có chủ quán gì với anh Luật. Còn ý kiến gì không? Nói gì nói nữa. Cái nước này nó dơ dữ lắm anh Luật. Nước này toàn dầu với lại là bùn hay gì nó đen thui à. Thở tay vô sọc cho đơn giản à. Đúng rồi. À thúi nữa anh Luật. Kêu là cầm kéo xuống. Lan Ngọc còn chỉ đội bạn đựng nước cho nhiều. Nó tràn ở lại à. Mà thả cái tay không em nghĩ chưa không? Đủ đâu. Thêm miếng nữa đi anh. Thêm miếng nữa đi anh. Trời ơi. Wow. Nó không rắc được đâu. Đứng lên cao. Các bạn khán giả thân mến, các bạn ngồi phía dưới có ai là người đã từng thích Tiến Luật hay không? Cao lên. Cao à. Để gần vô hả? Cúi xuống. Cổ xuống không bị nặng cô. Hai ba. Đã chơi thua rồi. Đồng đội thì xua đuổi, khán giả thì không yêu thương. Sống làm gì nữa? Đi ra. Em chính là người xúi người ta làm cho nước đầy. Không, kêu là nhíu dưới kéo xuống. Em đâu có biết. Mời Lan Ngọc. Tới tôi. Vô. Không cần dùng cái này. Mình lấy nguyên một xô mình thả xuống được không? Chị múc nước cho. Em múc nước cho chị dạ là em làm. Để anh phụ cho. Em nhấn không có lực đâu. Để anh nhấn. Ủa đội anh mà sao? Có lời nào nói nữa không ạ? À? Em phải thốn làm gì thì làm đi. Không ai giùm tay. Một cây làm chẳng nên non. Bốn người. Ba cây chùm lại. Ô, đồng đội mình là hại mình ư? Trời ơi, được rồi Luật ơi. Lúc cái cánh tay nhìn luôn tay luôn nha Luật. Rồi ok. Trời ơi. Còn đây.
được nữa. Thêm 3 xô nữa vẫn được. Thêm 3 xô nữa vẫn được. Còn ở dưới là fan của Lan Ngọc đó anh Luật. Hả? Các bạn khán giả ơi, để anh hỏi các bạn khán giả, bên dưới có ai thích chị Lan Ngọc không? Được, hãy cử một bạn lên đây chịu phạt chị Lan Ngọc được không? Em thấy đó, người ta chỉ thích em khi em hoạn nạn, người ta lại bỏ em thấy chưa? Thà như anh, người ta không thích, không thích, không thích từ đầu. Trời ơi. Một đếm đếm nha. Một, hai, ba. Hai, ba. Hai, ba. Em bỏ đó. Hồi nãy cái mặt tôi còn bự, còn được tới đây còn thở được. Con bé là không thở nổi đúng không? Chết rồi, anh sợ quá rồi, mặt tái mét rồi. Anh thích màu gì? Ba cái luôn được không? Ba cái luôn được không? Ba cái, ba cái. Cho em với anh Luật chơi với. Thật ra anh không có phụ em luôn á. Only C. Em cảm giác đâu Ngọc gì cho em. Em làm cho. Lại đây, tôi quạt cho em mát. Em với anh một bóng. Được. Khách mời ưu tiên. Hai bóng, hai bóng. Dạ thôi Luật ơi thôi. Em thấy cái đó là em thấy đồng đội em là hơi chơi dơ rồi nha. Rồi anh Luật sao? Rồi. Nhiệt tình quá vậy anh Luật. Rồi là hai đội đứng hai bên đi chị, để anh Luật với chị Ngọc đứng không bên kia. Không có đường nhỏ quá, nhỏ không đủ một mức là không biết nữa coi. Không có đâu. Trời ơi, anh sợ mình té anh giữ ghế giùm mình. Trời ơi, vậy mà nửa lòng nào mà chị đổ nước ảnh hả chị? Làm sao có thể làm được điều đó chị? Em không nữa đâu chị. Một, cũng vậy. Hai, ba, ba, ba. Từ từ. Do em thở. Như vậy là hoàn thành hình phạt dành cho đội thua. Em có muốn cá cược với anh một điều gì nữa không? Em cá. Bây giờ anh với em xỉm sầm, ai thua vô đó ngồi. Một gáo thôi. Quánh tôi gì? Bên kia hai người đó, tôi với Lan Ngọc là một đội nè. Rồi, em mình xỉm một lúc. Đi. Chị cần có sự lương lẹo của chị mới chống lại anh thắng được. Chung xì có gì đâu lương lẹo em. Đứng đó, em phải chơi. Đứng đây. Không mà xỉm sầm ta bốn người được. Lẹ đây. Để thẳng tay vậy. Một, hai, ba. Vô. Anh lại tìm một người cuối cùng thôi. À. Một, hai, ba, hai, ba. Trời, mày đặt vào sushi chi? Giờ vô dây thua. Thâu, thâu. Qua đây. Đứng lên. Em xin lỗi chị. Trong hai đứa coi nào bị phạt đúng không? Đúng rồi. Trời ơi, đúng rồi em. Nãy tìm người cuối cùng mà. Đúng rồi. Một, hai, ba. Thắng về không chịu mày đặt đâu đâu không vô đây không. Lần này em cũng tắm mà em biết thử cảm giác rồi. Trời ơi, mà trước khi tù xì hả, làm như mình thắng vậy. Em xin lỗi chị, tại sao em nhiệt tình như vậy á đồng đội anh lẽ. Cuối ngày rồi cho em nó thắng vô đây. Trời ơi. Thưa quý vị thân mến, đây là hình phạt dành cho những người đã thắng rồi. Mày đặt tàu nét với chương trình sân si. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi. Chương trình của Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai hàng tuần trên HTV7. Xin chào và hẹn gặp lại với phần kết liễu dành cho Hà Thu. Nước dơ nãy nước giờ. Nước dơ lắm, vậy Ngọc múc lên ra đó. Trời ơi, mất nở hả Ngọc? Nước nãy giờ ta nói dơ rồi, còn lấy cái đó rửa mặt. Chúng ta có 3 vị trí hình phạt, bị phạt và vị trí, xin mời. Đây là hình xưa bị đuổi, trúng đâu lãnh đó. Ai về nhà nấy, tôi qua với Thúy Ngân. Em qua với anh Vinh. Thôi, lần tay ơi. Rồi, né cho tôi chạy một vòng nào. 3, 2, 1, go.
Nó đổ quậy nổi lên kìa. Ủa sao trong mặt Dũng chờ xem, hãy cùng chờ xem. Rồi, lãnh hưởng đi, lãnh hưởng. Mệnh đã chọn Vinh về tay tôi. Nhẹ nhàng anh trai. Rất nhẹ luôn. Chúc mừng. Ủa, hôm nay đáng ứng của em à. Thương quá trời. Đây, nhẹ nhàng luôn. Nghiệp là của ai? Em cũng nhẹ thôi. Em muốn phần này hãy quay Ngọc ra chính diện. Chẳng lẽ hai người nhẹ mà chả lẽ hai người hai người nhẹ mà chẳng lẽ em nước chấm rồi giờ chẳng lẽ là số em không đóng vai thiện được. Bịt mũi lại, bịt mũi lại, phải làm việc ác. Trời ơi, hên quá. Tội nghiệp nhỏ em tôi, trời ơi là trời. Thưa quý vị thân mến, như vậy là buổi tối ngày hôm nay đội chiến thắng là đội nước mắm gừng, còn đội thua cuộc đội muối tiêu chanh. Và cảm ơn quý vị rất là nhiều vì đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi từ đầu tới giờ. Và chương trình của chúng tôi do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây Promotion thực hiện, được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Xin chào, hẹn tuần sau.